Thưa đại chúng, hồi nãy thầy Minh Phương có nhắc là Pháp Hòa với thầy có một cái duyên là đến chung cùng một chùa hồi nhỏ, nhưng mà lúc Pháp Hòa đến chùa thì không có gặp thầy. Thì Hòa Thượng trụ trì chùa Phật Học Cần Thơ, hồi đó Pháp Hòa khoảng chừng 8 tuổi hoặc 9 tuổi vậy đó. Thì Pháp Hòa là người hầu cho Hòa Thượng ăn sáng mỗi ngày. Tại vì ở dưới chợ Cần Thơ á, có những Phật tử chuyên bán thức ăn chay. Và Hòa thời đó là quý thầy á, ở trong chùa hình như là đi học hết hay sao á. Thì Hòa Thượng chỉ ở chùa có một mình thôi. Thì lúc đó Pháp Hòa tình nguyện á, là mỗi buổi sáng xuống chợ thì đi tới cái cô bán cháo bán thức ăn chay á, thì cô đó sẽ cúng cho Hòa Thượng một phần ăn sáng. Sáng nào 4 giờ Pháp Hòa cũng có mặt ở chợ, lúc mà người ta vừa bắt đầu mở quán á, thì Hòa cầm một cái gà mên. Quý vị nhớ cái loại đó ở Việt Nam không? Nó có cái hộp tròn tròn, nó có cái nắp, rồi nó có cái khoen bên đó, nó chỏ là một cái là hai ba ngăn vậy đó. Thì sáng nào Hòa cũng cầm 2 ngăn, trời hễ bữa nào mà bà cúng cháo chay á thì cũng 2 ngăn, Hòa Thượng ngăn Pháp Hòa ngăn. Thì Pháp Hòa hầu Hòa Thượng mỗi sáng như vậy, rồi xong rồi á, là ở chùa dọn dẹp, nếu Hòa Thượng có đi đám tang á thì Hòa Thượng dẫn theo. Mà Hòa Thượng có lòng từ bi lắm, mà Hòa Thượng rất là hiền, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Và mỗi ngày là Hòa Thượng đều múc cơm trong chùa ra cho mấy người ăn xin ở ngoài trước cửa chùa. Thì sáng nào Pháp Hòa cũng làm việc đó, đó. Sẵn cơm rồi đó, nhớ cung nguội á, chùa nấu nồi cơm ra rồi là còn trong chùa còn cái gì thì mấy người ta đem ra, thì mình múc mình để vô trong tô, người ta có cái gì người ta ăn ở đấy. Chiều lại á, ở chùa Phật Học có cái lệ là 6 giờ là chiều là cúng là tụng kinh Pháp Hoa. Rồi là sau đó rồi là thầy trò dẫn nhau đi tụng đám tang. Mà hồi nhỏ đó Hòa Thượng là người ảnh hưởng của Hòa lớn lắm. Tại vì tất cả những cái gì Pháp Hòa làm trong lúc đó đó là đều bắt chước Hòa Thượng hết. Tại vì hồi đó mình không có biết, mình cứ nghĩ là người tu là phải giống ông cụ này nè. Cho nên ông cụ đi khom Pháp Hòa cũng đi khom. À, cụ làm gì là Pháp Hòa làm y hệt là gì, Pháp Hòa nghĩ tu là phải giống vậy á, chứ mình không có biết là ông già. Mình không biết là tại cụ đi vậy là cụ già, mà mình cứ nghĩ là người tu là phải đi như vậy. Hòa Thượng mỗi lần đi xe đạp á, là Hòa Thượng không có ngồi hai bên như là người ngoài mình ngồi. Thường thường mình ngồi xe đạp mình hay ngồi đưa chân hai bên, nó kẹp với như vậy ngồi, kêu ngồi làm sao. Mà Hòa Thượng ngồi theo mấy cô á, lại ngồi bên rồi nắm cái yên xe thôi. Rồi mỗi lần đi như vậy á, là Hòa Thượng ngồi, Hòa Thượng khiêm cung, Hòa Thượng ngồi, hay là Hòa Thượng lớn tuổi không biết. Rồi sau đó là ai chở qua đi xà đạp là cũng phải ngồi giống Hòa Thượng, Pháp Hòa mới chịu. Thì phải ngồi giống Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng thật sự ra Pháp Hòa hoàn toàn không có biết hiệu của Hòa Thượng là chi hết á. Vì từ nhỏ tới lớn mình ở trong chùa đó là mình chỉ biết gọi là Hòa Thượng Phật Học thôi. Vì cái lệ trong chùa là không có gọi ngay đạo hiệu của vị trụ trì. Thí dụ bây giờ thầy ở đây á, là thầy trụ trì tu viện giác ngộ á, mà nếu mình gọi mà đúng bài bản của thiền môn á là mình phải gọi là thầy giác ngộ, chứ không có gọi ngay cái hiệu của thầy. Chùa nào mình gọi theo chùa đó. Thí dụ như chùa đó là chùa Thập Phương, mình gọi là thầy Thập Phương. Chùa Cửu Phương mình gọi thầy Cửu Phương, chứ mình không có gọi ngay cái đạo hiệu của vị thầy đó. Và khi mà nếu mình muốn trình bày tên của một vị thầy thì mình cũng nói đủ 3 chữ thích gì đó. Hồi xưa thì người ta phải nói đúng chữ, là thí dụ hỏi bổn sư của đạo hữu là ai, thí dụ thầy ở đây á, dạ mô Phật thầy bổn sư con là Thượng Minh Hạ Phương, nói trung kính là nói vậy đó, chứ không có nói, thầy tôi thầy Minh Phương á. Thì thường thường mình nói như vậy thì không có đủ cái sự cung kính đối với một vị xuất gia, đạo hiệu của các vị, và nhất là các vị lớn.
Chứ thường hồi đó là không bao giờ mình biết Pháp Hòa đi công quả, đi hầu quý hòa thượng, quý sư bà, các chùa ở Cần Thơ mà không biết hiểu của các ngài là gì hết. Ngay cả hòa thượng Khánh Quang, sư bà Bảo An, rồi hồi xưa gọi vậy thôi, sư bà chùa Bảo An, sư bà Bảo An chứ hoàn toàn không biết. Khi các ngài viên tịch đọc tiểu sử thì mới biết là quý ngài hiểu đó, hiểu đó. Rồi cách đây chừng đâu khoảng chừng tuần lễ, tình cờ Pháp Hòa đọc lại tiểu sử của một vị tổ, thì Pháp Hòa không ngờ là vị tổ đó chính là sư phụ của Hòa Thượng Chùa Phật Học. Mà thầy ở đây, thầy trụ trì đây gọi vị tổ tới bằng ông nội, tức là sư ông. Và khi mình đọc lại tiểu sử mình mới biết là mình sau này đi xuất gia thì Pháp Hòa cũng cùng tông môn với Hòa Thượng theo cái dòng kệ. Mà nếu nói bây giờ mà nói chữ đó là Pháp Hòa, thầy trụ trì đây, thầy Vương đây đó, là cùng ngang hàng một thế hệ, cùng một chữ. Hòa Thượng trên là chữ Hòa Thượng Thượng, Hòa Thượng Thiện Phước. Pháp danh, pháp quý của ngài là Nhật Thọ. Và theo cái bài kệ là Minh Như Hồng, Nhật Lệ Trung Thiên. Thì sư phụ Hòa Thượng trên là trên chữ Nhật, thì Pháp Hòa đến thế hệ của thầy Phương, Pháp Hòa là chữ Lệ. Và nếu đệ tử mình có xuống mình cho chữ Trung. Thì khi mà người ta nghe cái pháp danh đó, người ta biết là mình thuộc dòng kệ thiền phái nào và đến đời thứ mấy, căn cứ theo cái bài kệ đó. Thì hồi nhỏ là Pháp Hòa là lúc nào cũng được gần quý Hòa Thượng. Và Hòa Thượng Chùa Phật Học là một trong những vị Hòa Thượng ảnh hưởng trong đời tu của mình. Vì cái tâm của Ngài rất là hiền. Và tối nào Pháp Hòa cũng được đi tụng kinh Pháp Hoa với Hòa Thượng. Và đặc biệt là đi đám tang. Mà khi mà đi đám tang á, Hòa Thượng chỉ đi vào chủ lễ nguyện hương, Hòa Thượng sướng thôi rồi đại chúng tụng. Và Ngài rất là đơn giản. Đến nơi thì Ngài chỉ mặc cái hậu vàng, đơn giản vậy. Rồi Ngài đứng, Ngài chắp tay. Mà hồi xưa là Ngài cúng dường, đọc kinh cúng dường, đốt một ngón tay út. Cho hồi nhỏ mà đâu có biết, mỗi lần thấy Hòa Thượng chắp tay không có cái ngón tay út thì mình cũng co lại, mình cũng làm giống như Hòa Thượng vậy đó. Ngài đứng rồi khom lưng rồi làm vậy. Vì trong đầu mình hồi nhỏ nghĩ là người tu phải làm như vậy. Rồi thấy các thầy mà quấn y đi khất thực thì mình cũng về mình lấy cái mền mình quấn như vậy. Rồi khất thực không có cái bát thì lấy cái miếng dừa khô á, ăn cơm. Nghĩ là người tu phải là như vậy. Thì sau này lớn lên, khi Hòa Thượng tịch rồi thì đọc tiểu sử mới biết, ồ Hòa Thượng là hiểu đó. Rồi sau này đọc sử của các tổ mới biết là Hòa Thượng là đệ tử của một vị tổ đó. Rồi khi hiểu nữa thì mình mới biết là mình cùng một cái dòng thiền, dòng kệ vậy đó. À, hôm nay Pháp Hòa về đây lần thứ hai, năm ngoái về đây lần thứ hai, thì biết được thầy và hiểu ra, biết ra là thầy cũng ở đó ngày xưa đi học vậy. Rồi được bây giờ thầy về đây, thầy trụ ở đây để thầy phát triển Phật Pháp ở đây. Đó là điều rất là đáng mừng. Và đại chúng ở vùng này cũng có một cái duyên lành, có một cái phước là được một vị thầy có tu, có học mà chịu ở đây để mà hướng dẫn cho mình. Thì đó là cái phước lành mà mong đại chúng nên trân quý và không để mình bị lỗ lã, là bởi vì thầy thật tu, thật học mà thật có tâm muốn làm Phật Pháp. Cho nên thầy mở lớp dạy Phật Pháp hàng tuần. Thì những vị nào ở cái vùng này có phương tiện, có cơ duyên về đây thì nên thường xuyên về đây để mà học hỏi. Đó là cái phước của quý vị và cũng là cái duyên tế độ của thầy. Chúc mừng cho đại chúng ở đây có một đạo tràng. Và thật sự ra ở đây thì quý vị đến đó, tuy rằng chưa chính thức là một ngôi chùa khang trang, nhưng mà khuôn viên rất là đẹp, rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng. Và mai mốt mà chiều nay hay mai vậy đó, thầy trụ trì ở đây hướng dẫn quý vị qua cái chỗ đất mới. Quý vị đến là quý vị thấy còn đẹp dữ nữa.
mai mốt là nếu mà ở đó mà xây dựng thành cái chùa rồi là thật là một nơi lý tưởng. Thì theo như chương trình thì chiều nay mình là có vài câu hỏi ha. Chưa gì hết mà thấy một câu rồi. Phật tử chúng con xin thầy Quan Hỷ hát một bài. Kính bạch thầy Hoan Hỷ cho con biết, thọ Bồ Tát giới tại gia có được xả giới không? Trước khi mà Pháp Hòa trả lời á, thì có một số quý Phật tử sẽ không biết Bồ Tát giới tại gia là gì, nếu ai mà chưa có nghe Phật pháp. Thì thưa đại chúng, là trong cái giới của Phật tử tại gia thọ đó thì nó có ba cái tầng lớp. Căn bản nhất là mình thọ năm giới. Như tất cả quý Phật tử ai bước vào chùa muốn trở thành một Phật tử là căn bản nhất là phải quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và thọ năm giới. Đó là căn bản nhất của một người Phật tử. Rồi kế đến á, là mình nếu mình thấy khả năng mình có thể nữa thì mình thọ thêm một cái phần giới thứ hai gọi là giới thập thiện. Thập thiện là cũng là năm giới này nhưng mà chi tiết hơn. Thí dụ như là thập thiện á, là tu về ba nghiệp thân miệng ý. Về thân có ba giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Nhưng mà ở năm giới á, nó cũng y như vậy. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, nhưng mà qua tới thập thiện á, thì mình phải tăng trưởng lên là không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh. Bởi vì khi mình tu cái thiện á, là gọi là thập thiện mà, phải không? Mình bỏ cái xấu rồi, bây giờ mình tăng bước thứ hai là mình tu cái thiện. Thì ở mặt thân mình tăng ba trưởng, ba tăng trưởng ba điều thiện, đó là phóng sanh, bố thí và chánh hạnh. Về miệng có bốn giới, bên bên giới thứ năm á, nói gọn là không nói dối. Nhưng mà qua tới thập thiện á, thì cái giới nói dối này á, về thuộc về cái miệng á, chẻ làm bốn giới. Chẳng những không nói dối mà phải nói là thành thật. Ngoài ra còn có không được đâm thọc, đâm bì thóc, thọc bì gạo đó, mà gọi là nói lưỡi hai chiều. Nguyên văn gọi là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt nghĩa là hai lưỡi. Mình tới đầu này mình nói theo đầu này, mình tới đầu kia mình nói đầu kia, nói để cho người ta gây gổ với nhau thì gọi là lưỡng thiệt. Và chẳng những không nói cái đó mà phải nói lời hòa giải, không đâm thọc mà phải nói lời hòa giải. Kế nữa là không nói lời thô ác, tức là chửi rủa mắng nhiếc người ta, mà phải nói lời hiền lành. Rồi không nói những lời vô ích mà phải nói lời có ích. Thì bốn giới đó thuộc về miệng. Rồi ý tu ba giới là tham, sân, si. Hồi nãy thân có ba giới rồi, miệng có bốn giới rồi, ý có ba giới là tham, sân, si. Căn bản phiền não phải không? Bây giờ muốn giảm tham sân si thì muốn giảm tham phải tu tập, phải sống đời thiểu dục tri túc. Con người mình á, sở dĩ mình khổ là tại vì mình tham. Chứ còn mình sống biết đủ là mình không có khổ. Ví dụ như là mình ăn thì cần ăn là được rồi, nhưng mà phải ăn ngon kìa. Chứ chính cái muốn ăn ngon mình mới cực. Chứ nếu mình nghĩ có gì mình ăn miễn là no bụng là được. Nói như vậy không có nghĩa lúc nào cũng kiếm đồ dở ăn. Nghĩa là luôn luôn có cái chi, ví dụ ngon mình ăn ngon, dở mình ăn dở. Và mặn á, thì mình thêm chút nước, mình làm sao cho vừa miếng ăn mình. Lạc thì mình thêm chút muối, làm sao cho làm vừa miếng ăn mình. Mà đa phần á, là mình sống mình đi tìm tòi thêm thắt để cho mình khổ. Cho nên cái đó gọi là giảm tham. Mà muốn giảm tham thì phải thiểu dục tri túc. Rồi sân, sân là mình nóng giận. Vì sao mình nóng giận? Tại vì không đúng ý mình. Giờ muốn đúng, muốn làm sao mình giảm được cái đó? Mình thường quán về từ bi và nhìn người khác có những hoàn cảnh,
Thí dụ có nhiều người họ đến với mình á, họ nói những cái chuyện mình bực bội lắm, nhưng mình nếu mình hiểu được họ là có lý do, người đó có nhiều cái hoàn cảnh khổ đau, lâu ngày họ bị trầm cảm, bị stress, bây giờ họ trở thành ra một người không có được, tâm lý không bình thường, họ nói những cái điều mình khó nghe, mình hiểu người ta được như vậy đó, tức là mình quán từ bi để mình giảm đi cái sân hận của mình. Về si mê là gì? Là không hiểu biết. Mình bị mê lầm thì người muốn giảm được cái mê lầm đó, đó là người đó phải quán nhân duyên, tu trí tuệ. Không có cái gì mà nó không có nguyên do. Và lấy cái trí tuệ để mình quán chiếu, quán soi để cho mình giảm cái mê lầm. Gọi là tu thập thiện đó. Thân ba, miệng bốn, ý ba, cộng lại là 10 giới, gọi là tu thập thiện. Thì cái thềm thang thứ hai của người Phật tử là thọ thập thiện giới. Rồi đến cái thềm thang thứ ba thọ giới của người Phật tử đó là gì? Đó là thọ Bồ Tát giới. Bồ Tát giới á, là nói về cái tâm lượng của một người sống mà nghĩ cho người khác. Mà muốn thọ Bồ Tát giới thì điều kiện là phải phát tâm Bồ Đề, phải có lòng từ bi. Và ai cũng có thể thọ Bồ Tát giới hết, không luận là con người không, thậm chí súc sinh. Nếu súc sinh đó hiểu được tiếng nói, thọ vẫn có thể thọ được giới đó. Vì cho nên cái giới đó gọi là tâm giới, gọi là thông giới. Thông giới là gì? Nó ăn thông qua tất cả, từ con người đến loài vật. Thậm chí những loài phi nhân, những loài không phải con người. Mà nếu mà trong con người này á, dù người đó là những cái người bán phấn buôn hương, bất luận ai trong xã hội này, nếu họ có tâm Bồ Đề, họ có lòng từ bi, họ đều có thể thọ giới đó hết. Thọ là gì? Là tiếp nhận. Mình tiếp nhận cái đó để mình tập tu, mình sống. Cho nên khi mình thọ giới là mình tiếp nhận cái đó để mình phát nguyện mình tu. Bồ Tát giới không có xả. Mà thậm chí tất cả các cái giới khác cũng vậy thôi. Khi mà mình thí dụ như cái giới sát sinh nè, giới trộm cắp nè, vừa chết thôi là cái giới này tự động mất. Tại sao? Làm gì một người chết mà có thể sát sinh trộm cắp nữa, phải không? Cho nên mấy cái giới này là xả tự động à. Mà không có nói xả nữa, khi mình đứt, mình dứt hơi thở con người mình xong rồi thì những cái giới này nó không còn tác dụng gì nữa. Còn tại vì Bồ Tát giới là tâm giới, là vì mình lấy tâm từ bi mình sống, cái là tâm giới, cho nên nó đi theo mình hết đời này sang đời khác. Mình không có xả giới, nhưng mà ví dụ thôi, ví dụ như mình gặp khó khăn ở cái mức độ nào đó, vấn đề gì đó trong cái giới này, mình phải lên gặp cái vị thầy tinh thần của mình, mình trình bày để xem coi thầy này có thể giúp mình trì giới trong một cái phạm vi nào mình có thể, để mình hết lòng mình phát tâm. Nhưng mình chưa thực hiện trọn vẹn thì mình vẫn giữ giới này, đã thọ rồi mà, thì mình trì giới này ở trong một cái phạm vi nào đó. Cho nên á, khi mà một vị xuất gia mà sắp mất á, đã mất rồi đó, sắp sửa mà đem vị đó đi chôn, đi thiêu á, thì tối đêm nay, ngày mai sáng mà làm lễ thì tối nay nè, là sẽ làm một cái lễ tụng giới cho cái người mất đó, cho một vị xuất gia đó. Mà khi tụng giới không phải là tụng giới tỳ kheo, không phải tụng giới tỳ kheo ni, mà là tụng cái giới Bồ Tát này. Cho nên giới tỳ kheo á, ai không thọ thì không được đọc. Nhưng mà nói chữ không được đọc á, đây là trên tinh thần. Bây giờ quý vị muốn đọc, có thể đọc không? Được, tại vì nó nằm đầy dẫy trên internet hết á. Nhưng mà cái ở đây nói chữ không đây là bởi vì sợ mình rơi vào, mình rơi vào một cái khó là mình biết được nhiều việc thì không phải là mình giữ cái tâm mình bình an nữa, mà mình chỉ trích. Chứ vấn đề là chúng ta chuyển cái tâm, chúng ta có thể giữ được cái tâm của mình. Chứ còn không phải là vấn đề mình đọc hay là không đọc. Thí dụ bây giờ có những vị người ta nghiên cứu cái giới đó,
ta hiểu, và khi ta thấy các vị xuất gia phạm vào cái đó đi, người ta thông cảm và người ta chia sẻ và người ta tìm cách giúp, cái đó thì đâu có thành vấn đề. Nhưng mà đa phần là chúng ta biết nghèo nào á thì chúng ta lấy cái đó ra chúng ta chỉ trích. Thì các vị lớn ngày xưa như Phật Tổ sợ chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh là tu thì ít mà chỉ trích thì nhiều, chứ các ngài nói chúng ta không cần thiết. Nó không phải của mình thì thôi khỏi nghiên cứu. Nhưng mà riêng Bồ Tát giới á, là giới của các vị xuất gia tại gia đều được thọ hết, và có thể nói là cái phần giới cao nhất của người tại gia. Cho nên á, nếu mình muốn thọ Bồ Tát giới này á, mình nên nghe giới, học giới trước khi mình thọ. Ở bên truyền thống của người Trung Hoa rất là kỹ, Phật tử Bồ Tát tại gia nào muốn thọ giới này phải tới cái chùa đó học giới 3 tháng. Học cái giới này 3 tháng trước khi phát tâm thọ. Cũng giống như bên Thiên Chúa giáo mà ai mà muốn đám cưới là phải đi học học giáo lý vậy đó. Học giáo lý để trước khi mà người đó được rửa tội. Thì Phật tử tại gia mình phải thế. Bây giờ những bộ băng giảng về Bồ Tát giới này đã có trên mạng hết. Mình có quyền nghiên cứu, học hỏi về giới này để mình cảm thấy khả năng của mình có thể tiếp nhận được hay không. Rồi chúng ta, bởi vì nó là thông giới, phải không? Nó không phải là biệt giới. Biệt giới là dành riêng biệt cho thành phần nào. Ví dụ như nó là tỳ kheo ni giới, nó là biệt giới tại vì giới đó dành riêng cho các vị nữ tu mà thọ cái giới đó. Tỳ kheo giới là biệt giới, sa di là biệt giới. Biệt giới là giới riêng biệt cho một thành phần nào đó. Ví dụ như chú sa di mới vô tu không thể thọ một tỳ kheo giới được, tại mới xuất gia thọ sa di thôi. Nhưng mà nếu vị sa di, nếu một vị sa di đó đi xuất gia năm 70 tuổi, 80 tuổi già quá rồi đâu có thọ tỳ kheo được chi nữa, thì thọ sa di giới rồi thì thọ Bồ Tát giới. Vì Bồ Tát giới là giới mà bất cứ luận tuổi tác nào ai cũng có thể thọ. Và giới này sẽ đi theo mình đời này sang đời khác. Cũng như Pháp Tam Quy vậy đó. Quy Phật, quy Pháp, quy y Tăng. Thì tất cả chúng ta dù xuất gia, tại gia gì cũng đều thọ Tam Quy hết. Còn ví dụ như là mình phải trình bày cho cái vị thầy tinh thần của mình biết vì sao mình nghĩ là mình muốn xả giới. Ví dụ vậy đó. Thì có thể mình có những khó khăn nào đó thì vị thầy đó sẽ du di tìm cách nâng đỡ mình trên con đường tu tập mà ở trong khả năng của mình. Vì đó là cái tâm nguyện tu tập của mình. Còn ví dụ Pháp Hòa nói ví dụ thôi nha. Quý vị không hề biết gì cái giới Bồ Tát hết á. Tự nhiên ở đâu có cái giới đàn thọ Bồ Tát giới, cái người nào đó rủ mình vô thọ. Mà trong đầu mình không có một cái tâm biết cái gì về cái giới này và phát tâm thọ hết. Cho dù quý vị có vô nói mô Phật giữ được, quý vị cũng không có đắc giới đâu. Tại vì đâu có từ cái tâm mình phát nguyện đâu. Chữ đắc giới là gì? Khi thầy đó thì cái chư vị giới sư truyền giới đó cho mình. Tâm mình đang tha thiết cầu cái giới đó. Thì khi mà các vị hỏi giới thứ nhất điều gì đó, thí dụ như là vậy đó, và hỏi có giữ được không, mô Phật giữ được, thì lúc đó mới đắc giới. Tại vì cái vị đó truyền mình mô Phật là mình thọ, và cái tâm mình tha thiết mong cầu mới đắc giới. Chứ còn mình không có biết gì hết thì cũng chẳng đắc giới. Pháp Hòa nói ví dụ như cái y mà mình thọ đó, thật sự mà nói là cái đó là một tấm vải chứ gì đâu. Nhưng mà nếu cái vải đó, cái tấm y đó được may lại thành y, và rồi mình nâng lên ngang trán của mình và mình tiếp nhận bằng tất cả trái tim của mình và sự gia trì của các vị giới sư, và cái y này nó chuyên chở, nó tượng trưng cho cái giới mình đã thọ. Khi mình thọ sa di giới thì nó có cái y của sa di. Y sa di là không có những cái điều như cái sọc gì hết, nó chỉ có một cái đường mây đi xuống thôi. Thì khi mình tiếp nhận xong thì thật sự nó là cái y. Còn ví dụ bây giờ mình ra chợ mình mua,
về mình cũng đắp lên vậy, hoặc là mình cũng cầm vậy, nhưng mà mình cái tâm thọ giới mình không phải tha thiết như vậy, thì mình có đắp 10 cái tấm đó thì nó chỉ là một tấm vải thôi, chứ nó không là cái y. Vì cái y là người ta thường gọi là cái pháp y, nghĩa là y này tượng biểu tượng cho cái giới pháp mình thọ. Mình thọ giới để nuôi dưỡng cái tâm của mình, còn mình tiếp nhận cái lá y để mình đắp lên người để nuôi dưỡng cái thân tướng tu hành của mình. Cũng giống như là cái bình bát vậy đó. Thọ thì mình trì bát, gọi là thọ trì. Thì bình bát đó là biểu tượng cho một cái vật đựng thức ăn, nuôi dưỡng cái thân này. Cho nên người tu là y với bát đi chung. Và ngày xưa là khi người ta truyền xuống cho đệ tử, chân truyền của mình truyền cái y cái bát lại cho người đệ tử đó, để ấn chứng là mình được cái sự tiếp nối. Chứ không có, mình không có xả giới. Nhưng mà trường hợp xả giới cũng có thể xảy ra, nếu như mà cái giới đó mình hoàn toàn không biết gì hết. Mình hoàn toàn không biết gì hết thì coi như là mình đâu có đắc giới đâu. À, kính thưa thầy, chúng con có thắc mắc, chúng con thấy thầy trẻ mãi không già mà chúng con tu hoài mà càng ngày càng già. An ủi quá. Sao mà trẻ mãi không già được? Nhưng mà quý vị tại sao không? Tại vì nó già sẵn rồi. 20 năm trước, 10 năm trước già sẵn rồi chứ. Thưa đại chúng, là có một hôm Ngạ Nan á đến hầu Phật. Ngạ Nan cầm tay Phật lên và thấy da nhăn trên tay Phật, Ngạ Nan buồn. Nghĩa là Đức Phật đã bắt đầu già nua và cái sự ra đi của Đức Phật cận kề. Ngạ Nan khóc buồn. Thì lúc đó Đức Phật mới nói: "Này A Nan, tại sao thầy phải lại như vậy? Thầy đừng có quên rằng cái bệnh tật nó nằm ngay nơi con người đang khỏe mạnh. Cái già nua nó đang nằm ngay trên con người đang trẻ trung. Cái chết nó đang nằm ngay nên con người đang còn sống." Thưa đại chúng, Ngạ Nan á đóng vai của mình. Trong kinh hay kể Ngạ Nan có những cái cách sống rất là bình thường, mà thậm chí nếu mình nói theo, lấy từ ngữ theo Phật học á, nói Ngạ Nan sao mà đời quá. Nhưng mà thật sự ra đó, Ngạ Nan đóng vai một con người bình thường của chúng ta. Khi chúng ta thương một cái gì đó, chúng ta biểu lộ, chúng ta lưu luyến, chúng ta không muốn mất. Nhưng mà thật sự ra Ngạ Nan làm cái duyên, cái cớ, phải không? Ngài hỏi, nếu mà Ngài không khóc thì làm gì Đức Phật nói mấy câu chân lý đó cho mình nghe. Con người chúng ta sống mà có một cái bệnh là bệnh quên. Mình quên là mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Nhưng mà thật sự già, bệnh, chết là chân lý, là lẽ thật. Cho nên đại chúng đừng quên, nếu ai hỏi mình: "Phật thì tôi biết rồi đó, Phật là ông thầy, Phật là Đức Phật, là người giác ngộ, tôi biết rồi đó, như vậy Pháp là gì?" Thì đại chúng phải nói cho các vị đó biết là Pháp là chân lý, là lẽ thật. Mình quy y Pháp á, là mình trở về nương tựa với lẽ thật, với chân lý, với con đường. Chân lý là gì? Sống, có sống là phải có chết. Chân lý là gì? Cuộc đời là biến đổi, là vô thường. Đừng quên cái đó. Cho nên mình nương tựa Pháp là nương tựa với chân lý để sống. Mà người nào có Pháp là người đó an lạc. Tại sao? Vì luôn luôn sống với lẽ thật, với chân lý. Ngay cả tất cả thứ tình cảm mà chúng ta đang có trong cuộc đời này, tất cả tình cảm đó sẽ thay đổi. Ví dụ như nè, dù người đó sống cho tới già nua, nhưng mà thưa đại chúng á, lúc mà mới gặp nhau là thương đắm đuối, phải nói phone mỗi ngày. Hồi đó là chưa có vụ FaceTime, là thường viết thơ cho nhau, vân vân. Nhưng mà rồi sống thời gian có con rồi, bắt đầu thì đâu phải là như hồi trẻ nữa đâu. Mà nếu mà xin lỗi, già mà gặp nhau đi đâu mà anh với em, nói trời ngộ ghê. Già phải kêu theo già nha, ông với bà.
chứ hai chồng 80-90 mà anh ấy anh tự tự nhiên là mình thấy nó lạ lạ. Tại vì trong đầu mỗi người chúng ta nghĩ rằng lúc còn trẻ anh em được, mà gặp nhau già rồi không được anh em. Nhưng mà thật ra đâu có ai bắt buộc mà không được anh em đâu. Ổng già ổng 80 tuổi thì ổng vẫn là anh. Chị 80 tuổi chị vẫn là chị, là em. Nhưng mà trong cái đầu của mình suy nghĩ vậy đó. Mà mình nghĩ cho cùng cái cuộc sống mình nó rất là mâu thuẫn. Người ta mà gặp nhau người ta gọi mà anh em nhau thì già ổng nên nấp. Như vậy mà hễ mà ta thay lòng đổi dạ thì mình không chịu. Nhiều khi mình suy nghĩ trong cuộc sống người mình nó có rất là nhiều những cái lạ lùng. Thật ra thưa đại chúng là chân lý là vậy, là lẽ thật. Chứ quy y pháp là quy y nương tựa vào lẽ thật. Lẽ thật của cuộc đời là chân lý cuộc đời là vô thường, là biến đổi. Cho nên nếu mỗi ngày một người Phật tử đừng bao giờ xa rời pháp. Mình xa rời pháp là mình sống khổ lắm. Tại vì pháp là chân lý, là lẽ thật. Còn các cái hiện tướng xung quanh mình, mọi hiện tượng là cũng là một pháp. Nhưng mà cái trường hợp này, pháp này là hiện tượng sự vật. Cho nên để nói rõ, Phật pháp nghĩa là chân lý, là lời dạy của đấng giác ngộ. Chữ pháp nói cho đủ là Phật pháp, để nó phân biệt với cái pháp. Mà cho dù là Phật pháp đi nữa đó, nó cũng biến dịch theo thời gian. Có những cái nó phù hợp, có những cái nó không. Và mình có thể du di thêm thắt. Ví dụ như khi mà Phật giáo mà sang tới Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc là tụng kinh có cái mỏ. Chứ thời Phật tụng kinh không có mỏ. Vì cái âm điệu tụng của tiếng Bali nó khác. Mà khi kinh điển chuyển qua các nước Á Đông mình là vì mình tụng có cái âm điệu EA. Cho nên lấy nhạc khí để mà làm ra cái hình thức đó để mình tụng cho nó đều đặn. Và làm một cái nhạc lễ. Nó đụng, nó đi theo. Cái áo tràng quý vị mặc bây giờ quý vị, nếu mà Đức Phật thật sự mà Ngài có mặt ngay bây giờ, Ngài xuất hiện trước mặt mình, Ngài nhìn cái áo tràng mình không biết cái áo gì. Vì cái áo tràng là do mình chế, chứ thời Phật không có cái áo này. Thời Phật không có cái áo tràng này. Thời Phật là các cư sĩ đi chùa mặc đồ trắng. Người ta mặc cái xà rông trắng, ta có tấm vải trắng ta quấn trên người. Và ngay bây giờ ở các nước Phật giáo Nam truyền như là Tích Lan á, vẫn giữ được cái hình thức đó, là tất cả Phật tử đi chùa dù nam dù nữ gì đều mặc đồ trắng hết, để tượng trưng cho tinh khiết, là trong sạch. Không cần biết mình mặc cái gì, mà hễ tới chùa nghe nó đi chùa là vô thay quần áo hết, mặc đồ trắng đi chùa hết. Pháp Hòa qua bên Tích Lan á, sáng chủ nhật mà 5 giờ sáng thôi là chùa rộp hết, từ con nít 2 tuổi, 3 tuổi cho đến cha mẹ, ông bà đi chùa không sót một người nào. Cả nhà đi chùa. Mà đi từ 5 giờ sáng á, rộp hết mà áo trắng. Và trên tay mỗi người cầm một món đồ vô cúng Phật. Người thì bưng một chén sữa, người bưng một chén cháo, người bưng một vắt cơm, người cầm một cái hoa sen, người cầm một ly nước. Trong gia đình trên tay đều cầm một cái vật gì đó để cúng dường. Ta đi rộp chùa, đi rộp sân chùa hết. Mà không phải, không cần phải vân tập trong chánh điện nữa. Ta lại cây bồ đề, ta ra cái tháp, ta ra tượng Phật. Bởi vì bên Tích Lan là cây bồ đề là biểu tượng cho Đức Phật. Nếu chánh điện chật, mình không vô chánh điện được, mình ra cây bồ đề, mình ngồi, mình tụng kinh. Lại cây bồ đề, vì cây bồ đề là biểu tượng cho Phật. Quý vị nghe cái bài pháp Phật nói Đức Phật và năm biểu tượng đó. Có năm cái biểu tượng tượng trưng cho Đức Phật. Cái tháp, xá lợi, cây bồ đề, pháp y, hoa sen hay là pháp luân. Đó là những biểu tượng của Đức Phật. Nếu mình không có tượng Phật, mình để cái pháp luân lên, 38 cái bánh xe pháp hay là 12 căn, mình lãnh lễ giống như mình lãnh lễ Phật vậy. Hồi đó đi vượt biên qua tới trại tị nạn, có những nơi đâu có Phật thờ đâu. Ta đem theo được cuốn kinh Pháp Hoa, ta để cuốn kinh Pháp Hoa lên ta lại. Vì kinh đó
Pháp là biểu tượng cho Phật, lời Phật dạy. Cho nên chân lý là cái già nó nằm ngay nơi con người trẻ, cái bệnh nó nằm ngay nên con người đang khỏe mà thật. Có nhiều người đang khỏe bình thường vậy, đi thử máu, đi khám bệnh cái phát hiện ra bệnh nặng, thời kỳ cuối, vân vân. Và thậm chí có nhiều người đang khỏe vậy, có họ gục trên bàn, họ chết. Có nó đâu có bệnh gì đâu chết, không có đâu. Nó không bệnh là tại vì hiện tượng mình nhìn thôi. Thật sự ra người đó có bệnh chứ, đứt mạch máu. Người đó bị stroke. Người đó đứng tim. Vậy có bệnh không? Có bệnh mới chết chứ. Nhưng mà tại cái bệnh đó, mình nghĩ bệnh là phải nằm liệt giường liệt chiếu vậy. Không, có những cái bệnh nó đến bất đắc. Và thậm chí không bệnh tật gì hết, tai nạn xe cũng có thể chết. Như vừa rồi Pháp Hòa có kể mấy cái câu chuyện này mấy lần. Hai ông bà ở bên Canada, chỗ Pháp Hòa đó, vừa đúng tuổi về hưu. Năm hè năm nay là đúng tuổi về hưu. Hai ông bà về hưu xong lái xe đi qua tiểu bang khác chơi để mà ăn mừng vợ chồng ngày mình được nghỉ hưu. Và trong chuyến đi đó hai ông bà đã lâm nạn, chết chung một ngày. Chưa có được hưởng một đồng bạc nào tiền hưu, chưa được thật sự nghỉ một ngày nào hết. Phải không? Thành thử ra, rồi bây giờ ví dụ như mình nhìn mình cái người mình ta mất một cách không đột ngột vậy, mình thương xót, nói trời ơi chết tức tưởi, không có kịp chối chăn gì hết, cũng không hẳn. Có nhiều người ta thấy vậy ta nói có phước ghê, chết mà không có. Có nhiều người ngủ đi luôn vậy, thì nói người đó sống chết tốt. Thật ra đại chúng đừng có bận tâm chết cách nào cũng là chết. Nhưng mà cái duyên phước, duyên cách, duyên nghiệp của mỗi người nó chết một cách thôi. Không có cái nào phước hết, mà cũng có nào không phước hết. Thí dụ bệnh cũng không phải là không phước đâu. Nhiều khi mình trả cái nghiệp cho nó hết, còn dư lại đó, trả trên giường bệnh cho nó hết nghiệp đó rồi là đi. Còn người kia chết mà không có nói gì hết đó, cũng là một loại nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp này không có nghĩa là tốt xấu gì, mỗi người đều là nợ. Nghiệp thì mình cứ trả, trả theo kiểu nào đó. Có những vị xuất gia đó, quý vị thấy không, đi làm từ thiện, trên đường đi làm từ thiện về mất. Rồi không lẽ mình nói ủa làm từ thiện tốt mà sao chết kỳ vậy? Thật ra mỗi người nó có một cái nghiệp cuối mình phải trả. Rồi cũng cảm ơn ban cộng sự nhà bếp. Đặt ban cộng sự nhà bếp khen em. Mà tiếng Mỹ nó I know me. Mình tự già mình tự biết. Con thường nghe quý thầy giảng thân người khó được, giống như con rùa mù ngàn năm vớ được khúc cây. Vậy sao dân số thế giới càng ngày càng tăng? Thưa đại chúng, là cái sự luân hồi xáo nẻo của vô lượng vô số thế giới, không phải thế giới con người mình không. Nếu mà hôm nào quý vị có một dịp á, quý vị đi vào những cái aquarium, tức là những cái nơi mà người ta cho mình coi về cá đó, mình phát hiện là trời ở dưới biển đó, không tưởng được hàng ngàn thứ cá khác nhau. Và có những con cá nó đẹp cực kỳ, đẹp như là mình vẽ vậy đó. Cái vảy màu vàng, cái đuôi nó màu đỏ, có những con cá xanh đỏ từng lớp như là mình sơn vậy đó. Lạ lắm, đẹp lắm. Thì có một lần đi với quý Phật tử đi xem cái chỗ đó mà quá chừng những con cá, mà có những con cá xấu xí vô cùng. Thì cái chú Phật tử chú biết về cái tên con cá đó, thì chú nói con cá này người ta gọi nó là cá mặt quỷ. Mà thật sự mình mẩy nó, chú biết không, nó lồi lõm cục, còn mà rong riêu nó đóng, mặt mày nó nhìn rất là xấu. Thì Pháp Hòa mới đứng đó và mới giải thích về cái tập nghiệp của chúng sanh. Tuy rằng nó thọ thân súc sinh, nhưng mà trong thế giới súc sinh, phước báo của mọi loài nó khác. Bằng chứng là thân tướng nó thọ. Nếu nó thọ được cái thân tướng đẹp,
thì người ta thích gì? Thích ngắm nhìn. Rồi có những con cá nó thọ thân cá, nhưng cái phước nó còn, cho nên người ta thích đem nó về, ta để nó trong lòng. Tuy người ta nhốt nó, nhưng mà người ta nâng niu, người ta chăm sóc nó. Có những con cá người ta không có chăm sóc nó, người ta chỉ ăn nó thôi, gặp đâu là ăn đó, chứ không bao giờ mà chăm sóc nó. Thí dụ Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ Việt Nam là ở dưới quê ăn con cá sặc, con cá rô, phải không? Đâu có ai mà đem cá sặc về để làm ngắm đâu. Thấy cá sặc ở đâu là phải kho xả nó liền. Thì có những chúng sanh nó, cái tập nghiệp của nó mang cái nghiệp thân đó là người ta ăn nó, chứ người ta không có chăm sóc nó. Vậy thì tuy thân xúc sinh, nhờ phước báo khác không? Khác. Rồi bây giờ mình nhìn lại con người mình có giống không? Cũng giống vậy. Có nhiều người ta gặp ta ghét, có người ta gặp ta thương, có người ta đem về ta nâng niu như trứng, ta hứng như hứng hoa, nhìn ta tung như bà. Có những người đem về ta không có hứng mà ta tung. Tập nghiệp khác hết. Và trong con người cũng có người đẹp, người xấu, chủng loại nó khác hết. Đi vô trên thế giới của coi cá rồi mình mới thấy quá chừng con, những con cá mà cả ngàn thứ cá luôn. Mà có những con cá nó lạ lùng mà mình không bao giờ mình nghĩ là đẹp mà nó lạ như vậy. Thì Pháp Hòa mới nói là trong kinh Phật, Đức Phật nói về cái tập nghiệp thọ thân của mỗi người. Cho nên quý vị thấy mình cùng là một con người với nhau. Do dù là hai người sanh đôi nhưng cũng không thể nào giống nhau 1000 phần ngàn, nó cũng có một vài điểm gì nó khác. Và đặc biệt là có nhiều khi sanh đôi nó giống ở cái mặt 90%, 95%, nhưng mà tánh tình nó khác trời vực. Tập nghiệp mà. Nhưng mà nó chung một nghiệp, cho nên nó làm anh em chị em sanh đôi, nó chung một cái nghiệp, cái nghiệp nó trội hơn các nghiệp khác. Cho nên á, mà mình mà có mặt ở thế giới này á, không phải chỉ con người lẫn quẩn vậy, mà ở thế giới khác ta xuống nữa. Có những người người ta ở trên kia ta hết phước rồi ta xuống đây, rồi có những loài thấp hơn ta đủ phước ta trồi lên. Rồi thế giới con người mình có những người được thọ thân người nhưng mà không có sống đủ phước báo thì sanh vào cõi khác. Vô lượng vô số thế giới tái sinh luân chuyển luôn, cho nên gọi là luân hồi lục đạo. Mà chữ lục đạo này á, nghĩa là mình sanh trong 6 cõi, rồi trong mỗi cõi nó quá trời thứ. Quý vị thấy nơi cái con người mình à, đây mình có sống chung như những con vật không? Có, con chó, con mèo, con gà, con vịt, con heo, con bò đấy, nó cũng gần mình đấy. Mình kêu là thường gọi là lục xúc á, 6 con vật mà nuôi gần với con người nhất. Vậy thì trong cái cõi giới này cũng có phàm thánh đồng cư á. Phàm thánh đồng cư nè, có những người á, người ta tâm, thí dụ trong đạo tràng mình đó, có những vị ta đâu biết gì, ta chưa biết gì Phật Pháp hết. Tâm người ta rất là còn phàm. Phàm đây là nghĩa là bình thường á. Mà người ta tới đây người ta nghe Pháp, và trong đầu người ta có thể rất là đơn giản là người ta nghĩ chùa là đều là những người đẹp, người dễ thương hết. Tới hồi xin cơm nhậm cô không dễ thương, họ sốc. Họ nghĩ sao chùa như vậy. Nói dạ đúng, đây là chùa, mà chùa là bệnh viện, nhiều bệnh nhân trong này lắm. Và cũng có bác sĩ, cũng có y tá. Mà đừng bao giờ nghĩ bác sĩ không bệnh, nhiều khi bác sĩ bệnh nặng hơn bệnh nhân. Phải không? Cho nên trong cái cõi, cái trong cái trong cái 4 loại tịnh độ á, thì tịnh độ, ở cõi tịnh độ có một cái tên nữa gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ, nghĩa là những bậc chứng thánh mới về đó là đành rồi. Nhưng mà có những người á, người ta mới vừa đạt tới cái chỗ sơ nhất thôi, người ta mới vừa tới đây. Chẳng những như bây giờ ở đây có những người đã sống ở đây 40 năm mà có những người mới định cư từ ở một cái nước Việt Nam hay nước Trung Hoa gì đó, ví dụ vậy. Thì rõ ràng hai cái hiểu biết, hai cách sống khác không? Thì ngồi trong cái nước Mỹ này cũng có người cũ người mới, thì ở cõi cực lạc
cũng có một cái tên là Phàm Thánh Đồng Cư, nghĩa là những người mới sinh về tịnh độ, mà họ chưa được trung phẩm, thượng phẩm gì hết, họ là hạ phẩm, hạ sinh. Cửu phẩm Liên Hoa, nhớ không? Cửu phẩm Liên Hoa thì cái người mà sanh về cái phẩm cuối cùng và phẩm thấp nhất gọi là cửu phẩm gì? Hạ phẩm hạ sinh. Thì cái người hạ phẩm hạ sinh này họ còn nghiệp, họ còn những cái chưa thuần của họ, nhưng mà không sao. Họ về đây rồi họ sẽ từ từ chuyển thánh hết, tại vì cái môi trường thánh này sẽ giúp họ chuyển hóa. Cho nên không có gì lạ khi mà cái thế giới con người mình gọi là dân số tăng, vì các cái chuyển nghiệp của các cái phần, các cái quốc độ khác. Trong Phật pháp có câu hỏi nào Phật tử hỏi mà quý thầy cho rằng là câu hỏi ngu xuẩn không? Trả lời: thưa thầy, xin giải thích thế nào về vị thầy đó. No idea. Thật ra thưa đại chúng á, Pháp Hòa thường thưa với quý vị nè, khi mà mình nghe pháp á, mình lấy bốn cái điều y cứ để mình có thể nghe pháp và không có phiền não. Một, y pháp bất y nhân. Hai, y nghĩa bất y ngữ. Ba, y trí bất y thức. Bốn, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Cái này gọi là giáo lý tứ y. Chữ y này là nương tựa. Thứ nhất, y pháp bất y nhân là mình nghe cái pháp thôi, đừng có để tâm cái vị nói. Nếu mình thấy ở nơi vị nói pháp chưa có những cái điểm đồng với mình, hay là có những cái hành tác mình chưa có chấm. Thí dụ có nhiều vị giảng nhưng mà tư thái rất là thô, thì thôi, nếu mà vị pha vị đó nói pháp đúng, pháp Phật mình nghe, mình học tu được, mình y cái pháp, đừng bận tâm gì kìa. Để làm chi? Để mà không phiền não chứ gì hết trơn á. Nếu mà mình nói, họ tới đây làm gì? Tới đây nghe pháp, chứ đâu phải mình coi ông đó. Nó tôi muốn nếu mà tôi muốn coi cái bộ tịch á, thì thôi mình coi cả Lương Hồ Quảng. Tao muốn bộ tịch nó hay hơn. Thật ở đây nói để cho mình, thí dụ lỡ mình kẹt vô cái gì thì Phật cho mình một cái pháp để mình ra khỏi cái đó liền. Thôi, y pháp bất y nhân. Nhưng mà lỡ có những vị giảng, nhưng mà trong khi người ta giảng, người ta sử dụng cái từ, thì mình nên y nghĩa bất y ngữ. Tại vì cái lời nói cái vị đó có thể nó không hay, nhưng mà cái ý người ta không xấu. Có nhiều khi người ta sử dụng cái từ đó trong đời sống hàng ngày, nhưng chính bản thân người ta không có nghĩ là cái chữ đó nó nặng nề gì hết. Đôi khi người ta nghĩ vậy. Pháp Hòa ví dụ như trong kinh á, hay dùng cái từ nè: người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu, người trí cho là trí, thật đáng gọi chí ngu. Cái là mình không hiểu biết, mà mình cứ cho mình biết mình là người không hiểu biết, mình sẽ học gọi là người ngu nghĩ mình ngu, hay là người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Cho biết mình ngu cho nên ra chịu học. Nhưng mà nếu mình là bậc trí mà cho mình là trí thì không chịu học nữa, thì cái người đó là quá ngu rồi. Nhưng mà mình nghe mình, trời ơi, kinh gì xài chữ nghe nặng quá, xài chữ ngu. Tại vì tiếng Việt của mình á, chữ ngu là nặng dữ lắm. Nhưng mà tiếng Hán chữ ngu nó không có nặng. Tiếng Hán chữ ngu không có nặng. Ngu là gì trong tiếng Hán? Nghĩa là khi không hiểu biết lẽ thật gọi là ngu. Nhưng mà tiếng Việt mình mà ai chữ ai ngu là nặng lắm á. Không biết chữ ngu với chữ đần cái nào nó hơn. Cho nên thưa đại chúng á, thường là người mình đó, đôi khi mình nói cái thằng đó, cái ông nó dốt lắm. Thật sự, thật trong đời Pháp Hòa là không bao giờ dám xài chữ đó. Tại vì mình biết bao nhiêu mà mình cho người ta là dốt, không dám xài.
Mặc dù cái nghĩa của nó là nghĩa bình thường, nó không biết thì kêu dốt chi gì đâu. Nhưng mà mình tự xưng mình dốt được mà không nên nói người khác dốt. Trên thì có nhiều vị thì xài thường lắm, ai cũng dốt hết á. Nhưng mà thiệt trong đời Pháp Hòa là Pháp Hòa không dám xài chữ đó. Rồi thưa đại chúng, có nhiều khi á, mình nhỏ lớn lên á, mình bị ảnh hưởng những cái từ ngữ xung quanh người ta nói, chính bản thân mình cũng bị. Thưa quý vị, không phải cuộc đời này nó đơn giản. Ngay khi mình dùng những cái từ mà người ta thấy không có hợp với mình, người ta cũng phản ảnh. Pháp Hòa ví dụ nha, thường là mình dùng cái chữ là ghi danh tu học. Thì có lần thì Pháp Hòa mới nói là nếu mà quý vị muốn tham dự những khóa tu á, xin quý vị đăng ký. Thì có một vị đó viết cho vào cái thơ phê bình, tại sao thầy dùng cái chữ đăng ký. Cái chữ đăng ký mình không có xài. Cái chữ đăng ký là chữ đó là của sau 75. Mà thiệt sự Pháp Hòa có biết chữ đăng ký sao nào đâu. Thì Pháp Hòa nghĩ đơn giản là quý vị hiểu và nói ha. Đó là một điểm. Điểm thứ hai, nhiều khi mình nói chuyện với nhau á, thì mình bị ảnh hưởng cái từ sau này là bị bức xúc. Người ta cũng lên án chữ bức xúc. Rồi chữ thứ ba, tranh thủ. Nhiều khi mình nói là quý vị tranh thủ cho kịp thời gian, cũng bị lên án cái chữ đó, nó không được xài chữ tranh thủ. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để thưa với đại chúng là thôi thì bây giờ trong cuộc sống của chúng ta, mình nói, người ta nói đa ngôn là đa quá, nói nhiều là mắc lỗi. Tại đôi khi mình không có kiểm soát đủ cái lời nói của mình đó. Mình xài từ thôi mà đôi khi còn bị chỉnh, chứ đừng nói là mình dùng những cái từ nó nặng hơn. Thì thôi, lỡ ai nói cái từ gì nặng quá mình nghe không được á, mình yên nghĩa bất yên ngữ, nghĩa là nương theo cái nghĩa người ta muốn nói thôi. Còn cái dùng cái từ người ta dùng mà đừng có bận tâm. Để chi? Để đưa mình ra khỏi cái phiền não chứ không có gì hết á. Có đôi khi á, mình ứng dụng cái điều này ở nơi con cái mình nè. Nhiều khi nó đâu có biết cái chữ đó là hỗn đâu. Nó nói mà đôi lúc mình cười là tại vì mình biết nó đang xài chữ tiếng Mỹ. Phải không? Ví dụ như nó hồi nhỏ mà nhớ mấy chú tiểu mới vô chùa đâu có biết tiếng Việt nhiều. Thầy ơi thầy, có con mẹ nào muốn thầy dưới á? Thì Pháp Hòa nghe chỉ con mẹ là không biết nó ở đâu ra. Mà mình nghe rất là kỳ không? Có con mẹ nào muốn thầy dưới? Cho nên thưa đại chúng là có những lúc, nhưng mà Pháp Hòa thưa đại chúng là mình nghe nó nói gì mình có giận nó không? Hoàn toàn là không. Mình cười thôi, là vì mình biết nó là con nít. Mới đây nè, mới mấy ngày đây thôi, có một thầy mà lớn nhất thầy lớn á, mà một trong những đệ tử tự Pháp Hòa, thầy mới nhắn tin cho Hòa. Thầy mới hỏi thầy ơi, con có thể đưa anh Phật tử đó đi thăm cái chỗ đó được không, trước khi vô khóa tu. Bữa nay bển là vô khóa tu sức khỏe nè, thì có một anh ở xa đến, ảnh tham dự cái khóa tu đó, thì có dư một ngày thì thầy này muốn chở anh đó đi thăm. Pháp Hòa mới hỏi thứ mấy đi, mà không biết thầy đọc sao thầy hiểu là ngày mấy. Tại khi mình nhắn cái tin đó là mình hơi nghi, có thể thầy này không hiểu ý mình nói thứ mấy. Thầy không có trả lời cái câu đó của mình, mà thầy nói đi sáng đi chiều về. Vì thầy nghĩ là nghe chữ mấy á, nghĩa là đi mấy ngày. Nhưng mà thật sự là thứ mấy, nghĩa là thứ hai, thứ ba, đi ngày nào. Ảnh trả lời lấy Pháp Hòa là sáng đi chiều về. Pháp Hòa cười thôi, vậy Pháp Hòa biết rồi. Có một em á, hồi nhỏ nó ở chùa, nó ở mùa hè đó,
Nó thì nó hay cứ, nó không chịu, nó ít khi nào nó ra ăn chiều, cứ chiều là nó ngủ à. Cái bữa nọ Pháp Hòa hỏi con ăn chiều chưa con, nó trả lời lại là dạ chiều nay con không có ngủ. Là nguyên cái bàn ăn người ta không hiểu hai thầy trò đang nói cái gì hết trơn á, mà chỉ có ông Bình không hiểu nó. Ta hỏi sao nó nói vậy mà thầy, nó nói thầy hỏi nó vậy mà nó trả lời mà thầy hiểu nó. Dạ tại vì thường nó ngủ, nó nói chiều nay không có ngủ nghĩa là nó có ăn chiều. Hai cái y rồi phải không? Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức. Thưa đại chúng, trong trong con người ta nó có hai phần, một là thức, hai là trí. Thức là do mà cái học, học thức mà. Và cái thức là cái nhận biết, cái phân biệt. Pháp Hòa ví dụ như là mình nhìn này, mình cái nhận thức mình đó, đây là hoa hồng, đây là hoa cẩm chướng. Thì mình có thể cãi cãi với nhau nếu mà nói nhầm tên. Nhưng mà người trí á, thì người ta không có gây. Người ta nói tại anh này không có biết cho nên anh mới gây. Giống như cái em học trò đó, nó cộng 1 cộng 1, 1 cộng 1 bằng 3. Thì cái anh học sinh cùng á, cãi với nó 1 cộng 1 bằng 2. Hai đứa nó cãi chí chóe, thiếu điều muốn đánh lộn. Nó đem vô ông thầy, ông thầy đánh cái đứa mà cộng trúng á, cái đứa mà 1 cộng 1 bằng 2, ông đánh nó một trận. Nó mới nói tại sao mà con cộng trúng mà thầy đánh con. Ông nói thầy không có đánh cái chuyện đúng sai của con, mà thầy đánh cái ngu. Đã biết trúng mà còn cãi với thằng trật. Thì cái anh mà anh cộng trúng là anh trí không? Nhưng mà tại vì anh quên phân biệt là cái thằng này nó không biết. Cho nên thức là cái mà mình nhận biết. Nhưng mà cái nhận biết có thể mê lầm, trí tuệ là không ạ. Trí tuệ là gì? Là do mình tư duy, mình soi sáng. Cho nên trí lúc nào nó cũng hơn cái thức. Cái thức là cái phân biệt. Mà cái phân biệt thì làm sao đúng được? Tại anh đứng ở góc này anh nói, anh đứng góc này anh nói, đứng góc kia anh nói. Anh nhận thức mà cái nhận thức anh có thể sai. Cho cái người trí là người ta luôn luôn ta nói, đây là những gì tôi nhận biết. Và người ta thêm câu nữa, có thể tôi sai. Nếu có điều gì sơ sót, mong quý vị chỉnh đốn cho. Người trí là người ta vẫn lấy cái thức ta sống, nhưng mà người ta lấy cái trí người ta trùm nó một cái. Ta nói bằng cách là có thể nhận biết tôi sai. Cho quý vị để ý những quyển sách mà các vị ta viết á, trong quá trình nghiên cứu soạn thảo quyển sách này chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Mong quý vị cao minh phủ chính cho. Thường thường ta viết sách ta hay thêm câu cuối vậy đó. Vì người ta biết rằng cho dù mình có nghiên cứu cỡ nào đi nữa thì thủy chung cái sự nghiên cứu này nó có giới hạn. Cho nên người ta lấy cái trí, người ta trùm, và người ta biết rằng cái nhận thức của mình còn có chỗ lệch. Vì vậy cho nên á, y trí bất y thức, nghĩa là mình nên y theo cái trí tuệ. Còn tất cả những gì người ta nói do cái nhận thức thôi, do cái hiểu, cái học thức của người ta ở cái khoảng thời gian đó. Pháp Hòa thưa với quý vị là có phải là cái học của mình ngày xưa với bây giờ mấy đứa nó học khác lắm. Thì nếu như mình là người trí là mình thấy hai thế hệ nó khác rồi, hai cách sống nó khác, hai cái hoàn cảnh nói chung là khác rất là nhiều về các mặt. Người trí không nên đau khổ, mà người trí nên nhận biết rằng mỗi thời đại mỗi khác, thời mình khác, thời con mình đã khác, huống chi là thời cháu của mình. Ba thế hệ là ba hoàn cảnh sống rồi. Thời mình là sống quá cực khổ, thời con mình là khổ, mà thời ngược lại là thời cháu mình là quá sung sướng, mà nó sung sướng cùng cực hơn cả mình và con mình. Một đứa nhỏ ở đây nó chưa bao giờ biết đói khổ. Nó đói là gì? Nó thiếu, nó tới giờ ăn nó không có, nó ăn nó đói thì chứ nó không có khổ à.
vì nó muốn ăn là có ăn liền. Còn mình là thật sự của cái nghĩa đói khổ, biết cái khổ của cái đói khi không có ăn. Còn nó chỉ đói là đói bụng thôi, khi nó ăn nó tiêu hóa hết rồi nó đói, nhưng mà nó không có biết khổ là gì, vì nó khóc ré lên, nó muốn ăn là nó liền có ăn, và thậm chí nó ăn những món nó rất thích. Còn thời của mình là đúng là đói khổ, là vì chúng ta quá khổ để tìm miếng ăn. Trước đó là không, thời Pháp Hòa thôi, 80, 81, 79, 80, 81 là mình đã có một cái nhận thức. Dài cho tới 85, 86 là Pháp Hòa biết rất là nhiều. Con nít thời đó mà đi học là trời ơi, nếu mà đứa nào mà có được cái bình mực cầm trong tay thôi là thuộc là sang, có tiền rồi. Đi học mà đeo trên người một cái bình, không biết quý vị nhớ cái bình thủy mà bằng nhựa đó, có sợi dây toàn ten, đeo nó có cái nắp đậy trên vậy nè. Mà đứa nào mà đi học buổi trưa mà sang mà có một chút hột é mà bỏ vô đó ha, mà rót ra mà thấy cha mày ngon nha, uống hột é, hỏi mày uống gì, tao uống sâm. Sâm không có mùi vị. Đứa nào mà có tiền mà mua một bình mực pha sẵn là giàu. Mình không có là mua bột mực, quý vị nhớ không? Mua bột mực rồi pha ra, rồi cái cây viết của mình không phải là cây viết bơm mà cây viết chấm thôi, nhớ không? À. Đi học á hả, thậm chí đến giờ nhiều lúc á, xin lỗi đại chúng là nhiều, tới giờ mà đi vệ sinh không có một tờ giấy, chạy vòng vòng khắp nơi khắp chốn, bất cứ một tờ giấy nào dưới đất xình bùng cỡ nào cứ cầm lên vũ 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 là có thể xài. Mình nó chưa có biết cái khổ đó. Chứ bây giờ mình đem bao nhiêu những cái gì mình nói với nó không có nhận thức thì nó hoàn toàn nó không thể nào hạ tiện như mình nói được, vì nó không thấy, nó chưa nhận thức cái đó. Khi mà nó khổ qua rồi là tự trí nó biết nó phải làm gì. Cho nên trong đời sống của chúng ta, mỗi người có một cái học thức và cái nhận thức khác nhau, và chúng ta vận dụng cái trí, nên nương vào cái trí để chúng ta sẽ. Cái trí là đôi lúc chúng ta đem cái trí cảm thông, cái trí cảm thông và cái trí nhận biết rằng mọi người có thể sai và có điểm nó đúng hết cả. Hai ông bà ở trong nhà ở nhau, người đang ngồi ăn cơm vậy, có con chuột nó chui dưới gầm giường đó. Thì ông chồng mới nói dạ có con chuột nó chui dưới gầm. Bà vợ nó chui đâu mà chui, nó chui qua cái tủ. Hai ông bà cứ cái tủ với cái giường mà gây xong rồi bỏ mâm cơm không ăn. Mấy ngày sau cái ổng cũng thấy buồn ha, không ai nấu cơm mà cái gì con chuột. Ổng mới là ổng giả lả, nói thôi tôi xin lỗi bà, tôi không phải, tôi nóng tôi la vậy đó. Đó phải bữa đó ông nghe lời tôi đâu có chuyện. Ông bực lên, bà mà nghe tôi đâu có chuyện, cãi tiếp. Rồi nhịn đói thêm tuần nữa. Y trí bất y thức. Rồi cái thứ tư nè, y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa, nghĩa là y theo cái gì mà cái nghĩa lý nó siêu, nó cao, nó rốt ráo, còn mấy cái nghĩa nó không rốt ráo đừng có bận tâm. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Vì trong cuộc sống này có những cái mình nói là nói tạm, nói ngay lúc đó thôi, nó cần nói vậy, nhưng mà xong rồi thôi. Còn cái liễu nghĩa mình muốn là cái gì? Pháp Hòa ví dụ như là có những cuộc sống của chúng ta, có đôi lúc có những cái nó đến mà chúng ta cần phải hành xử như vậy để giải quyết vấn đề ngay lúc đó. Có thể là nó không có 100% đúng, nhưng mà trong lúc đó là như vậy thôi, không cách nào khác. Thì mình là cái người mà mình để giúp cho mình vượt cái phiền não chấp trước á, thì mình biết rằng à, đây là cái bất liễu nghĩa, tạm dùng. Còn cái liễu nghĩa là mục đích chúng ta làm như vậy để vận dụng cho cái gì. Mà trong cuộc sống này á, cái bất liễu nghĩa nó nhiều lắm, chúng ta ứng dụng rất là nhiều. Khi mà chúng ta hành xử tu tập cũng vậy, trong đời sống hàng ngày của mình cũng vậy.
Cho đó là bốn y ha. Cho lỡ một vị thầy nào nói cái từ là cái ví dụ ta đặt câu hỏi, thật sự có nhiều vị Pháp Hòa cũng nghe. Thí dụ ta đặt câu hỏi cái thì vị này nói là trời ơi, đặt một câu hỏi ngu xuẩn như vậy tôi không trả lời, ví dụ vậy. Thì đây là cái câu hỏi đó, đây là câu hỏi này. Nó là nếu một vị thầy mà nói như vậy thì mình nghĩ gì về vị thầy đó? Thôi mình đừng nghĩ. Mình nghe câu hỏi, mình thấy câu nói là mình đã hiểu người rồi. Mình thắc mắc chi để mình thêm phiền não nữa. Thôi bây giờ mình thông cảm, nếu như mình thân với cái vị đó, mình có thể góp ý. Mình có thể góp ý, à tại sao con nghĩ là thầy nên dùng từ khác nó sẽ nhẹ hơn. Vậy thôi. Chứ thần thật sự ra trong cuộc sống thì đôi khi có lẽ cũng không có cố tình. Nhưng mà đôi lúc trả lời câu hỏi đó, mình bất chợt mình nghĩ ra được cái câu nói đó mình nói mà đôi khi mình không có hiểu. Xin thầy cho con biết thêm hai chi tiết về kiến. Con chỉ ghi được tà kiến và giới cấm thủ. Thưa đại chúng, ở trong các cái căn bản phiền não đó thì có một cái phiền não về cái thấy của chúng ta. Thì trong đó đó, nếu mà chúng ta thấy lệch lạc gọi là tà kiến. Thấy con bên là biên kiến. Và những cái gì mình thấy mình nắm chặt, mình không có chịu gọi là mở lòng tiếp nhận gọi là kiến thủ. Kiến thủ kiến nghĩa là chấp chặt những cái thấy của mình. Giới cấm thủ nghĩa là những cái giới điều. Thí dụ như Phật tử mình không có ai, không có kinh luật nào nói là thọ Bồ Tát giới không được ăn đồ cúng dâm. Không có cái luật kinh nào nói câu đó hết. Và cũng không có câu nào mà nói là tụng chú Đại Bi bị khùng, tụng kinh Địa Tạng bị ma theo. Mà sao ngộ cái là không có thấy kinh sách để những cái câu đó. Mà ở đâu nó ra mấy câu đó hoài hoài. Đi giảng cứ nghe bị hỏi mấy câu đó. Thì những cái nghĩ như vậy, những cái hiểu như vậy là lệch với chánh pháp đó, gọi là tà kiến. Còn ví dụ như mình nghĩ là cái điều đó phải làm y vậy đó mới được, mới đúng đó. Mình nghĩ rằng cái đó là thuộc về giới luật, mình giữ mình theo vậy đó, không thay đổi gì hết đó. Đó là giới cấm thủ, nghĩa là những cái quy điều, những cái giới điều mà mình đã cho nó là chân lý, phải giữ chặt như vậy. Nhưng mà mình quên một điều là khi giữ giới nó cũng có những trường hợp là khai giá trì phạm. Có những giới nó mở ra, mở xong rồi á ngăn lại. Trì là phải giữ, còn không là mình phạm, gọi là khai giá trì phạm. Đó là bốn cách để chúng ta giữ giới. Thưa thầy, cho con hỏi, nếu con đi thỉnh một món gì tại chợ, con có nên trả giá hay không? Giờ qua tới làm ăn. Thưa đại chúng, nếu Pháp Hòa nói không là không được. Mà nếu Pháp Hòa nói có là cũng không được. Nếu có mà mai mốt quý vị đi trả giá sát gián. Trả giá mà ép người mua, ép người bán thì quý vị cái bà mà bán ta nói nói tại thầy tôi biểu tôi vậy là chết. Thật sự ra đó, ai đi mua đồ đều biết là người bán có lời. Mình có quyền trả giá, nhưng mà mình phải suy nghĩ kỹ trước khi mình trả giá. Cái món hàng đó nếu trong lòng mình cảm thấy giá này phải chăng, mà mình vẫn muốn trả giá thì hỏi là bây giờ tôi mua món này chị có bớt thêm được chút nào không? Thì cái câu đó là nhẹ nhàng nhất. Còn ví dụ như người ta đem nguyên một cái đồ đó thật là tốt gì, mình trả giá một tí tà với ta nói. Quý vị biết cái vụ trả giá không? Có cái ông cư sĩ, ông gần chùa mà cái ông này cũng lý sự dữ lắm. Thì có bữa nọ ông vô, ông ngồi, ông thấy là ai vô hỏi đạo hòa thượng mà sao cứ chị dơ tay không à. Thì cái bữa nọ có một cái ông bán đậu hũ á, ông vô chùa, ông bán ế mà. Ông vô chùa,
ổng mới đưa một ngón tay, phải không? Thì hòa thượng đưa ba ngón tay, ổng mới nói, ổng không chịu, nói năm ngón tay. Cái hòa thượng đưa hết vòng. Thì xong rồi hai người hiểu nhau sao không biết. Lát nữa người khác vô hỏi, ủa hai bên nói gì mà quơ tay quơ chân vậy? Thì ông hòa thượng, ông tàu hũ á, ông mới trả lời, ông nói á, bữa nay tôi bán ế, tôi vô tôi hỏi hòa thượng mua một miếng không, phải không? Thì hòa thượng tôi mới ra giá với ông á, là một miếng 3 đồng. Ông hòa thượng đưa 3 ngón tay. Xong rồi tôi mới nói á, là mua nguyên mâm. Ông mới nói 5 đồng. Thì cái ông này ông chuyên môn bán đậu hũ mà. Rồi ông đi ra. Lát người khác vô hỏi hòa thượng, nãy ông đậu hũ hỏi gì mà hòa thượng trả lời. Ông nói à, ông đậu hũ vô ông nói, một người muốn tu tập phải làm gì cũng đưa một. Tôi nói phải thoát khỏi tam sân si. Tại vì hòa thượng, nghề hòa thượng là trả lời Phật Pháp. Ông tàu hũ thì nghề làm ăn. Một miếng mấy đồng? Miếng 3 đồng. Ông hòa thượng thấy 1 đồng, 1 miếng, tưởng một người muốn thoát khỏi luân hồi làm gì? Vượt tham sân si. Ông đưa nguyên mâm, vậy muốn ra khỏi tam giới làm gì? Giải thoát. Chơi nghề nào đó, trong đầu dính cái đó. Pháp Hòa ở chùa có cô sư cô Pháp Tịnh á, bây giờ cổ mất rồi, cổ rất là vui và dễ thương lắm. Con bữa nọ có ông Phật tử Hàn Quốc vô chùa, thì cô mới mời ông Hàn Quốc uống cà phê, mà cô không biết làm sao cổ mời. Cổ mới cầm ly cà phê cổ quậy quậy cổ đưa vậy, ý cô hỏi là muốn uống giống vậy không tôi pha. Ông Hàn Quốc tưởng cổ mời, bưng liên quy cà phê cổ đang uống, uống hết. Tại vì người ta đang uống cà phê, mình chỉ cần vơ vơ về ta hỏi mình uống cà phê. Khi mà cổ lẫn á, cổ hơi quên quên á, mấy đứa nhỏ nó vô nó hỏi, cô còn nhớ cô không, con không? Mày làm với tao khùng vậy đó. Trả lời vậy ai biết là cổ biết gì phải không? Con tên gì? Thì mày nói trước đi, tao nói theo. Xin thưa thầy, có website nào của thầy vấn đáp bằng tiếng Anh để cho những đứa trẻ không biết tiếng Việt? Quý vị cứ vô YouTube bấm thầy Pháp Hòa English thì nó sẽ ra tất cả những bài tiếng Anh. Thầy Pháp Hòa mà thêm chữ English phía sau. Xin thầy Quan Hỷ chỉ dạy cho con làm sao thực hành từ bi cho đúng như lời của Đức Phật. Nơi chỗ làm việc của con, vì lợi lạc của cuộc sống họ tham lam tranh giành. Nếu có đem tất cả kinh nghiệm mà có được mà hướng dẫn tận tình cho họ, thì lòng tham lam tranh giành của họ càng ngày càng nặng nề hơn. Đó là sự băn khoăn rai rứt của con, làm sao để con sẽ không là người ích kỷ và con có thể thực hiện đúng như lời Phật dạy. Xin thầy Quan Hỷ chỉ dạy cho con thực hiện được pháp môn từ bi. Khi mà trong một cái việc làm của mình á, mình chỉ hay là mình không chỉ, thí dụ mình không chỉ cũng chưa hẳn đó là ích kỷ, nhưng mà mình có cái trí để quán soi cái đương sự học và cái sự việc mình chỉ và cái thời cơ mình nói, để mình làm sao, như ví dụ như vị Phật tử này nói là mình biết là cái người này có rất nhiều lòng tham. Vậy là mình biết họ có lòng tham là mình nhận ra rồi. Mình nhận ra được cái khó khăn ở nơi vị đó rồi. Thì dù cho mình không có chỉ cái gì đó, cũng không phải từ cái tâm gọi là tâm ích kỷ nhỏ nhoi của mình, mà mình biết rất rõ khi nào mình sẽ ứng dụng cái nào trong mọi việc. Ví dụ như mình có những người đệ tử hay những đứa con, có những cái tới lúc mình sẽ nói mà có những cái mình chưa nói. Mình không nói không có nghĩa là mình có cái tâm thiên vị hay là mình ghét bỏ gì đứa con đó, mà mình hiểu được cái bản chất đứa con đó. Mình không thể nói điều này tại vì nó có tánh tình như thế này thế kia. Mình nói mà tất cả đều lưu sức từ cái tâm của mình. Có nhiều người đến hỏi Đức Phật những câu hỏi mà Đức Phật không có trả lời. Không phải vì Đức Phật
gọi là coi thường người đó mà không trả lời, mà vì Đức Phật biết rằng người này chưa đến lúc để nghe câu trả lời này, vì có thể tăng thêm cái sự gọi là tăng thượng mạng. Thường thường con người mình ngã mạng là đã khổ rồi phải không, mà tăng thượng mạng nghĩa là tăng cái ngã mạng này nó thêm nữa thì không nên. Cho nên cái sự im lặng của Đức Phật không hề có ý khinh khi, mà Đức Phật biết rất rõ vị đó nên làm cái gì, nên nói cái gì với vị đó. Thì có lần cái ông đó cũng lên ông hỏi vậy đó, thì Đức Phật mới không trả lời. Thì ông mới nói với Đức Phật là hôm nay tôi hỏi thầy là ngày lần cuối mà ngài không trả lời tôi là tôi sẽ đi không tu với ngài nữa. Thì ngài mới hỏi là khi mà thầy đến đây tu với tôi, thầy có điều kiện gì không? Nên là không. Thì hôm nay có một số tôi không trả lời, thầy cũng đừng đặt điều kiện với tôi. Thì quý vị biết là có một lần đó đó, các thầy tập trung lại để mà thọ, để mà tụng giới, mà chờ từ trưa cho đến tối Đức Phật không hề nói một câu nào. Các vị đều rất là ngơ ngác. Thì cuối cùng vị đó, trong nhóm đó có một vị đó đi ra, thì Đức Phật mới nói rằng nãy giờ có vị đó đây cho nên tôi không nói điều đó. Thì quan trọng là mình nhìn vào cái tâm của mình. Thí dụ như người thật đáng chỉ mà mình không chỉ vì mình sợ người đó hơn mình, cái này là có thể gọi là ích kỷ đó. Nhưng mà ở đây mình quán triệt được cái tâm tánh của mỗi người, mà mình chỉ họ đến mức độ nào, và cái có thể cái điều đó mình sẽ chỉ cho người khác chứ mình không giấu. Thì đâu có, nếu mà cái điều đó mình giấu hết tất cả mọi người thì cái đó khác. Còn ở đây là có người này mình không chỉ, mà có người kia mình chỉ. Thì ở đây mình quán thấy được bản chất. Quý vị để ý trong phim á, họ hay kể những câu chuyện là khi người thầy dạy võ đó, có những chiêu mà nó rất là ác. Người thầy không bao giờ chỉ cho cái người đệ tử đó, tại vì người đệ tử đó có cái tâm địa không lành. Thì ông thầy cũng sợ chỉ cái pháp này nữa đó, thì có ngày gây họa là vì cái tâm người này phối hợp với cái pháp này nữa, thì coi như là tăng trưởng cái pháp ác. Tâm vốn đã ác rồi, đây là cái pháp ác. Thí dụ như mình biết cái đứa con mình nó nóng tánh đó, đừng dạy võ nó. Mà nếu muốn dạy võ cho nó là phải chỉ cho nó ngồi thiền cho nhiều, và làm sao để nó hiểu rằng võ không phải để học đánh người. Thường thường học võ không có ai dạy cho mình cái căn bản đầu tiên là học võ để đánh người hết á. Mà cái người biết võ chừng nào thì lại bảo vệ người khác, cũng như là để dành tự vệ và bảo vệ người, chứ không bao giờ nghĩ là học võ để đánh người. Cho nên cái điều này nó tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Và ở đây dựa theo câu hỏi của cô mà Pháp Hòa trả lời thôi. Tức là khi mình không nói về người đó không có nghĩa là mình xấu với họ, nhưng mà mình có đủ tuệ để mình nhận ra là mình nên nói gì với người đó, chỉ gì cho người đó. Nhưng mà qua người khác mình sẵn sàng chỉ cái cách đó, vì mình biết người đó không có tánh đó. Để làm sao mình quân bình trong cuộc sống, vào tất cả các pháp mình ứng xử trong cuộc đời này không có gì ngoài lòng từ của mình. Nếu mình làm mà mình biết từ cái lòng từ mình là nó khác, mà thậm chí mình không làm điều đó cũng vì lòng từ mình không làm. Vì mình nói càng nhiều thì cái vị này sẽ tăng trưởng cái pháp xấu nơi họ càng nhiều hơn, thì không nói. Có những điều á, mình không nói với họ không có nghĩa là mình không thương họ đâu. Vì mình biết nói ra như vậy là họ sẽ không có thêm cái thiện pháp ở nơi họ. Cho nên là thưa đại chúng, đây là tùy theo cái tâm của mình ha. Thôi câu hỏi cuối nè. Chúng con Bồ Tát tại gia, hàng tháng chúng con đọc giới chung với Tăng Ni vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, như vậy có tội hay không, hoặc đúng hay sai? Dạ thưa, cái này không có sai mà cũng không có tội. Thứ nhất, điều này nếu mà đúng hay sai là do Tăng Ni quyết định. Nếu mà Tăng Ni đã cho thì mình đâu có gì không được. Mình là cư sĩ tại gia, không, mà chư Tăng Ni đã cho mình được tham dự thì có lỗi. Nếu thí dụ thì không đúng mà có lỗi là lỗi ở trên. Các vị biết sai mà vẫn làm, mà mình đâu biết gì đâu, mình chỉ làm theo. Nhưng mà còn ở đây là hoàn toàn không có gì không đúng hết. Bởi vì hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, giới Bồ Tát là cái gì giới?
là thông giới, là tại gia và xuất gia cũng đều thọ chung một cái giới đó. Cho nên đặc biệt là Bồ Tát giới tại gia và Bồ Tát giới xuất gia tụng giới chung. Nhưng mà khi tới cái phần tụng tỳ kheo á, là các vị cư sĩ phải ra ngoài, mà thậm chí tỳ kheo ni cũng không được tham dự giới của tỳ kheo. Tại sao? Tại vì nó là cái giới, nó là biệt giới. Tỳ kheo ni thì tụng giới của tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng thì tụng giới tỳ kheo tăng, chứ không thể ngồi chung được. Cho nên duy nhất chỉ có Bồ Tát giới, đây là tất cả mọi người chung một cái giới, cho nên được đọc giới chung. Hằng ngày sáng đọc sám hối, tối kinh Di Đà hoặc những kinh khác. Như vậy con hồi hướng về Tây Phương nguyện vãng sanh cõi Di Đà có được không? Hay là sáng tụng kinh Vô Lượng Thọ, tối tụng Di Đà mới được hồi hướng vãng sanh? Bây giờ Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Sáng làm ở hãng, tối chạy pizza, lãnh hai lương bỏ chung một băng được không? Thôi rồi vậy được rồi phải không? Sáng đi giữa neo, sáng đi giữa neo, chiều đi rửa chén, lương lãnh ra bỏ chung băng. Không cần phải nói account này của neo, account này của rửa chén, tất cả đều là tiền, bỏ chung vào account được. Tất cả phước thiện nào mình làm đều hồi hướng chung cho mục đích. Pháp Hòa thưa đại chúng, quý vị nghe câu này. Thí dụ mình tụng nè: lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn, tụng kinh A-di-đà, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Ngày mai không phải tụng kinh Di Đà nữa, lại tụng kinh Pháp Hoa, cũng đọc y vậy không? Thì vậy thì hồi hướng chung chuyện rồi, phải không? Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này vãng sanh cõi an lạc. Thì trong tất cả việc lành thiện của chúng ta, nếu chúng ta đã có mục đích chúng ta trở về rồi, thì có hồi hướng tất cả về đó hết. Cho nên hồi hướng công đức Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, cũng giống như mình đang hồi hướng cho người thân mình đang bệnh. Bất cứ phước lành nào mình làm đều hồi hướng cho người đó được hết á. Đi bố thí, đi cúng dường, đi tụng kinh, tất cả việc làm đều hồi hướng được cho người đó hết, chứ không luận là việc gì ra việc. Bởi vì công đức là gì? Là tất cả phước lành do tâm tư của chúng ta thực hiện. Pháp Hòa đã thường giảng hai cái chữ hồi hướng, là bốn cách hồi hướng đó: hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Đó là bốn cách hồi hướng. Hồi tự hướng tha là mình tự hướng về mình để hướng về người khác. Cái quan trọng là tất cả việc làm này nó lưu xuất từ cái tâm thánh thiện của ta không? Nếu việc làm này là tâm thánh thiện thì ai cũng có thể sử dụng. Ví dụ mình nấu một nồi cơm, tâm tư mình nghĩ nè: nồi cơm này nấu để một lát mọi người đều dùng, chứ không có bao giờ mình nghĩ lạng lát nữa dành riêng cho bà Năm, bà Bảy, bà Tám nào hết. Mình nấu một nồi cơm trong chùa, tôi nấu bữa cơm này lát nữa tất cả mọi người cùng ăn. Thì Pháp Hòa đưa cái ví dụ rồi đi làm có lương rồi về mà nhọt chung vô một account là đúng vậy thôi, không có gì hết. Quý vị làm tất cả việc thiện lành gì cứ hồi hướng về một account thôi. Account đó là vãng sanh cực lạc nếu mình muốn. Còn nếu mình muốn trở lại ta bà giáo hóa chúng sanh cũng được nữa. Xin nguyện hồi hướng công đức này cho con đời đời kiếp kiếp được sinh làm người, được gặp chánh pháp, được gặp minh sư, đều hứa hết. Nếu mình thấy ở trên kia buồn lắm, tại sao buồn biết không? Cái gì cũng vàng không à, ăn thì cơm ngọc, mặt thì áo châu, đáy sen thì cát vàng, ao sen thì sen báo, cây cối toàn là vàng với bạc, thất bảo lưu ly gì không, buồn lắm. Ở dưới này vui hơn, có gió, có mây, có trời trong mây nước vậy vui hơn. Rồi ở trên kia gặp ai cũng Amitabha hết trơn,
Nếu mình cảm thấy là mình vẫn còn muốn trở lại Ta Bà này để tiếp tục phụ cho Đức Phật Thích Ca làm việc độ sanh, Đức Phật Di Đà phát nguyện lập cõi tịnh độ để cho những người muốn về đó đã ngán cõi này rồi. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca không có à. Đức Phật Thích Ca là lấy cõi Ta Bà này làm tịnh độ. Tại sao biết không? No choice. Ví dụ như bây giờ mình đã sanh và mình đã chọn ở đây mình định cư rồi, hỏi tại sao chỉ ở cái chỗ gì lạnh quá vậy? Biết làm sao? Nhiều khi Phật tử cũng hay hỏi hoài vậy đó. Trời ơi thầy, sao thầy không đi qua xứ ấm thầy ở, sẽ qua Mỹ thầy ở đi, thầy làm việc được nhiều hơn, thầy ở chi cái chỗ gì mà vắng vẻ không có ai hết trơn. Giận ông già tôi. Ông ở đó, ông bảo lãnh tôi qua tôi ở đó luôn. No choice. Thì bây giờ nếu mà mình không còn cách chọn, phải nghĩ cách khác để mình vui hơn. Tại vì tôi thích này, cõi này khó độ mà tôi ráng tôi ở. Nói cho ngon vậy. Thì Đức Phật Thích Ca ngày sanh cõi Ta Bà và lấy Ta Bà làm tịnh độ. Thưa đại chúng, từ đó mình sẽ hiểu tịnh độ không phải là nơi thuần túy chỉ có những người lành thiện. Tịnh độ là khi tâm mình lấy cái cõi đó làm cái đối tượng để độ, ngay đó là tịnh độ. Quý vị hiểu cái nói không? Cho nên tịnh độ ở đâu? Lưu xuất từ tâm mình. Nếu mình chấp nhận cõi đó, thí dụ bây giờ mình xin lỗi đại chúng là nhiều khi mình sanh, mình ở trong một gia đình, trời ơi rất là khổ lụy mà chồng con gì tùm lum rối bời hết, thì lấy đối tượng đó làm cái cõi tịnh độ của mình. Giờ đi đâu? Nếu người nào cũng dễ thương hết, độ gì nữa là độ? Họ ai làm gì trật đâu để độ? Thôi giờ nhờ mình ở với người này người kia người nọ, giờ họ tùm lum tà la vậy đó, thì mình làm đối tượng để mình độ. Cho nên cõi tịnh độ là vậy đó. Tịnh độ là từ tâm mình đi ra và mình nhận các chúng sanh đó, con người đó, hoàn cảnh đó để làm quốc độ, làm cái nơi chốn để chúng ta giáo hóa, thì là tịnh độ của mình. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật Thích Ca là một việc rất khó làm. Đó là ở một cái nơi chốn mà con người đầy dẫy năm thứ nhiễm ô. Đó là kiếp trược, đó là nhiễm ô của kiếp người, nhiễm ô của cái thấy, gọi là chúng sanh trược, mạng trược của thân mạng, của cái thấy, của phiền não. Quý vị nhớ không? Đức Phật Thích Ca chọn cõi này làm tịnh độ để giáo hóa chúng sanh cõi này, mà chúng sanh cõi này đầy dẫy năm thứ nhiễm ô. Như vậy thì độ chúng sanh ở cõi Tây Phương và độ chúng sanh cõi Ta Bà này, cõi nào dễ độ? Tây Phương dễ độ hơn, tại vì Tây Phương không còn nhiễm ô. Thì bây giờ mình là đệ tử Phật Thích Ca, mà nếu mình thấy rằng á, tôi phải trở lại đời này để tiếp tục phụ cho ba tôi, để làm cái công việc độ sanh, thì mình trở lại cõi đời này để tiếp tục. Cũng giống như quý thầy bây giờ đó, là đang tiếp nối cái con đường của thầy mình, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca. Ngài đã độ chúng sanh ở đời của Ngài rồi, Ngài để cái gia tài lại, rồi mình tiếp tục công việc của Ngài, là mình đi độ những chúng sanh nào mà có duyên với mình và nói cho họ nghe những điều thiện để họ hướng thiện. Đó là cái công việc độ sanh của Phật và Bồ Tát. Rồi bây giờ nếu mình không thích cõi này, mình cũng chẳng thích cõi cực lạc, mà mình thích cõi tịnh độ lưu ly của Phật Dược Sư, thì phát nguyện về đó. Cho nên nhiều cõi tịnh độ lắm. Mà thậm chí thưa đại chúng, Bồ Tát Địa Tạng lấy cõi nào làm tịnh độ? Địa ngục. Lấy địa ngục làm tịnh độ của Ngài. Rồi Bồ Tát Quan Âm lấy cái gì làm tịnh độ của Ngài? Lấy những chúng sanh khổ nạn. Mà quý vị đọc Phẩm Phổ Môn phải không? Tất cả những khổ nạn nào đều có mặt Đức Quan Âm hết. Mà chỗ nào mà vui vẻ rồi là Ngài đi. Tại sao? Vì đó là tịnh độ giáo hóa của mỗi vị. Cho nên mình làm bất cứ việc gì, mình đều có thể trở về cái hướng về cái quốc độ của mình nếu mình muốn. Thôi hết giờ rồi. Kính thưa đại chúng, là chiều hôm nay mình sinh hoạt vấn đáp ha. Rồi tiếp theo chương trình thì thầy trụ trì sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Và mong đại chúng cố gắng, mình còn ngày hôm nay và ngày mai,
có thể là một năm, hai năm mình mới được gặp nhau một lần. Thì mong đại chúng mà dạ thưa cô. Ôi trời ơi, sao cái gì cũng nhớ mà dù này không quên nè.